Tình dục là sợi dây gắn kết tình cảm lứa đôi và cũng là thời điểm để phái mạnh chứng tỏ bản lĩnh. Thế nhưng, thực tế thì có nhiều đấng mày râu có cố gắng thế nào thì cũng không thể kích thích cậu nhỏ để đưa bạn tình đạt đến cảm giác khoái cảm khi yêu. Theo các chuyên gia, để giải quyết vấn đề này, có thể áp dụng biện pháp bấm huyệt tăng ham muốn. Ở cả nam và nữ đều có những huyệt vị đảm nhiệm nhiệm vụ kích thích ham muốn. Đây là điểm thú vị trên cơ thể con người mà không phải ai cũng biết. Khi các huyệt đạo này được kích thích sẽ mang đến cảm giác hưng phấn, tăng ham muốn về tình dục ở cả nam lẫn nữ, đặc biệt với những người cơ địa yếu, không thể duy trì cuộc yêu lâu dài thì đây là một phương pháp được cho là vô cùng thích hợp. Hãy cùng Kiosk Sức Khỏe Việt thực hiện 5 động tác bấm huyệt dưới đây. 1. Huyệt quán nguyên. Vị trí: huyệt quán nguyên được xác định nằm ở vị trí bụng dưới cách vùng rốn khoảng 5 cm, còn được gọi là vùng hạ đan điền. Cách thực hiện: dùng tay xoa nhẹ để tăng cường độ đàn hồi tại đây rồi thực hiện ấn vào huyệt quán nguyên 5 phút một lần, ngày làm 3 lần. Tác dụng: bổ khí, ôn huyết, bổ thận, hồi dương, cường kiện, tráng dương. Những người mắc bệnh yếu sinh lý bấm huyệt này sẽ giúp khai thông mạch môn, tăng cường khí huyết giúp dương vật duy trì được độ cương cứng trong lúc quan hệ tình dục. 2. Huyệt dũng tuyền. Vị trí: huyệt dũng tuyền được xác định nằm tại vị trí chỗ lõm dưới gan lòng bàn chân. Cách thực hiện: dùng tay xoa bóp để tăng cường độ đàn hồi và dây ấn từ nhẹ đến mạnh vào huyệt từ 5 đến 10 phút một lần, ngày làm 2 lần vào sáng sớm và trước khi đi ngủ. Tác dụng: giảm tình trạng mệt mỏi và áp lực về tâm lý, tăng cường lưu thông máu ở dương vật. 3. Bấm huyệt nội quan. Vị trí: huyệt nội quan nằm ở mặt trước của cẳng tay, giữa cơ tay nhỏ và gân tay lớn, cách nếp cổ tay 3 cm. Cách thực hiện: dùng ngón cái bấm lần lượt từng bên với lực lượng tương đối mạnh làm sao cho bàn tay có cảm giác căng tức, tê nặng trong 2 phút. Thực hiện 2 lần một ngày, tốt nhất là buổi sáng ngay sau khi thức dậy và buổi tối trước khi đi ngủ. Có thể áp dụng khi hai người đang quan hệ hoặc lúc nam giới sắp xuất tinh để kéo dài cuộc yêu. Tác dụng: an thần, điều hòa dạ dày, giảm đau, trấn tĩnh, điều hòa khí, giúp chữa nhiều bệnh trong đó có xuất tinh sớm. 4. Huyệt thận du. Vị trí: huyệt thận du nằm ở vùng sau lưng cạnh eo, lấy đối xứng từ rốn ra sau lưng một vị trí trên cột sống, sau đó kéo dài sang hai bên, mỗi bên 1,5 rốn, đó là huyệt thận du. Cách thực hiện: bạn mở rộng bàn tay ra theo tư thế chống nạnh, hai ngón tay cái đặt lên vị trí huyệt thận du, các ngón tay còn lại bám vào vòng eo hướng ra phía thân trước. Dùng lực tương đối mạnh, ngón cái day ấn vào huyệt thận du và giữ trong 5 giây, từ từ buông nhẹ tay ra dừng lại trong 5 giây, rồi lại ấn tiếp, xoa bóp 20 lần liên tục. Tác dụng: xoa bóp hoặc day bấm huyệt thận du có thể thúc đẩy cơ thể phân giải và bài tiết hormone sinh dục, cải thiện chức năng tình dục, đặc biệt là để kéo dài thời gian yêu. Đối với những người mắc bệnh về thiếu thận khí dẫn đến xuất tinh sớm, huyệt vị này còn có một tác dụng tuyệt vời khác, chính là giúp làm giảm chứng đau lưng, đặc biệt là đau lưng sau khi quan hệ. 5. Huyệt bệnh môn. Vị trí: huyệt bệnh môn nằm trên cột sống lưng, đối diện rốn, nằm ở trong rãnh cột sống thứ hai tính từ dưới cùng xương sống lên. Cách thực hiện: dùng ba ngón chính là ngón trỏ, ngón giữa, ngón đeo bấm lên huyệt vị và giữ nguyên từ 2 đến 5 giây, thả lỏng 1 giây. Lặp lại thao tác này trong 2 đến 4 phút. Đây là huyệt vị được coi là cửa ngõ sinh tử của con người. Bấm huyệt này có thể giúp bổ thận tráng dương, tăng cường ham muốn tình dục. Tuy nhiên, không khuyến cáo áp dụng vì có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ bài tiết. Tác dụng: khi bấm tại huyệt này sẽ giúp bổ tinh, bổ thận, cố nguyên, điều trị chứng yếu sinh lý, rối loạn cương dương, rất hiệu quả. Những lưu ý khi bấm huyệt tăng ham muốn. Bấm huyệt vừa là phương pháp chữa bệnh cũng vừa là cách tăng ham muốn và chất lượng cuộc yêu của các cặp đôi an toàn hiệu quả. Tuy nhiên, biện pháp này không áp dụng cho người bị chấn thương, lở loét, viêm nhiễm hoặc mắc các bệnh như đau ruột thừa, viêm vòi trứng vỡ, thủng dạ dày. Không nên tự ý thực hướng khi chưa xác định được vị trí huyệt chính xác. Nếu bấm nhầm có thể gây ngưng thở, hôn mê, tê liệt, thậm chí mất mạng. Chỉ nên xoa nhẹ, mơn trớn qua da để tạo khoái cảm, không tùy tiện dùng lực day bấm. Không nên lạm dụng và thực hiện phương pháp này thường xuyên sẽ làm giảm chức năng sinh dục tự nhiên của cơ thể. Trên đây là một số phương pháp bấm huyệt tăng ham muốn cho chàng và nàng để kích thích nhu cầu của đối phương và kéo dài cuộc yêu. Ngoài áp dụng các phương pháp hỗ trợ, tốt nhất nên tìm ra nguyên nhân và điều trị tận gốc lý do khiến hai bạn không đạt được khoái cảm khi yêu mới là vấn đề cần thiết hơn hết.